Thưa quý vị, thực hiện chỉ thị số 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý về đất đai, quy hoạch và xây dựng trên địa bàn tỉnh, Thành ủy thành phố Vũng Tàu đã ban hành Nghị quyết 15/2023 yêu cầu các chi đảng bộ trực thuộc xây dựng và triển khai kế hoạch chỉnh trang đô thị giai đoạn 2023-2025, trong đó gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện. Trên cơ sở Nghị quyết 15 của Thành ủy, chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu về chỉnh trang đô thị giai đoạn 2023-2025. Các cấp ủy đảng, Ủy ban Nhân dân các phường xã, các đoàn thể, khu phố, thôn ấp trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức về chỉnh trang đô thị phù hợp với đặc thù địa bàn dân cư. Nhờ tích cực tuyên truyền vận động theo hình thức mưa dầm thấm lâu, trong đó vai trò của người đứng đầu được phát huy, nên các hoạt động chỉnh trang đô thị đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các phường xã. Phường tập trung xử lý nhiều những cái vấn đề về trật tự đô thị, về buôn bán lấn chiếm lòng đường vỉa hè, và đặc biệt là chúng tôi tập trung vào cái việc xây dựng cái tuyến phố văn minh đô thị đối với đường Lê Lợi và đường Nguyễn Văn Trỗi. Khu đất công này có diện tích 2.000m² nằm trên đường Nguyễn An Ninh, từng bị người dân đổ rác, xà bần gây ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị. Sau khi được Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Nguyễn An Ninh giao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường triển khai cải tạo khu đất này, với vai trò là người đứng đầu, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã vận động các thành viên trong ban công tác mặt trận các khu phố cùng người dân dọn dẹp vệ sinh và trồng hoa. Mô hình này vừa hoàn thành vào đầu tháng 11, đem lại không gian tươi mới cho người dân trong khu vực. Chúng tôi đã vận động dọn phát quang, sau đó là tạo lên trồng các cây giống, trồng hoa để tạo một cái môi trường xanh xanh đẹp cho người dân hưởng thụ. Mà có được cái vườn cây như thế này thì tạo được cái vườn cây xanh mát, sạch sẽ. Rồi thì những cái cây thì rất là tươi đẹp. Đấy là bà con ở đây thì hàng ngày ra đây là nhận hưởng những cái không khí trong lành ở đây. Từ thành công của mô hình này, phường Nguyễn An Ninh đang triển khai nhân rộng thực hiện tại 3 khu đất công khác trên địa bàn. Còn tại phường Thắng Nhì, cứ vào 2 ngày cuối tuần, bí thư trưởng 11 khu phố trên địa bàn đều cùng cán bộ, đảng viên và người dân tham gia quét dọn vệ sinh đường phố, tháo gỡ các biển quảng cáo trên cột điện, bờ tường. Khi mà chúng tôi ra các cái văn bản liên tiếp chỉ đạo xuống cơ sở, thì chúng tôi cũng quy trách nhiệm cho đồng chí bí thư chi bộ, đồng chí trưởng khu phố là phải thực hiện cái vai trò đi đầu trong công tác tuyên truyền vận động và tính gương mẫu của họ trong cái quá trình thực hiện. Qua 8 tháng triển khai Nghị quyết 15, bộ mặt đô thị của Vũng Tàu đã chuyển biến tích cực. Thành phố có 9 tuyến phố được công nhận văn minh đô thị, tăng 2 tuyến so với năm 2022. 100% khu phố đều triển khai mô hình ngày Chủ nhật xanh, thứ bảy xanh sạch đẹp, tuyến đường tự quản, tuyến đường hoa. 16 khu đất công từng là bãi rác đã thành đường hoa. Tình trạng đổ rác bừa bãi đã giảm trên 60% so với thời điểm trước khi triển khai Nghị quyết 15, từ 61 vị trí, nay chỉ còn 25 vị trí. Những chuyển biến trên đã giúp cho đô thị Vũng Tàu thêm xanh sạch đẹp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Công tác chỉnh trang đô thị là một trong những cái nhiệm vụ trọng tâm và chủ yếu của thành phố Vũng Tàu. Vì vậy cho nên vai trò người đứng đầu ở trong này là phải chịu trách nhiệm trực tiếp những vấn đề này. Trước hết là làm sạch đô thị từ trong ngõ hẻm đến từng nhà dân, ra đường phố chính và tất cả các khu công cộng, các bãi biển để phục vụ cho việc thu hút khách du lịch. Thứ hai là làm cho người dân có ý thức cao hơn trong việc làm đẹp đô thị, làm đẹp chính cái ngôi nhà và chính cái nơi mình đang sống. Từ thành công bước đầu này, thành phố Vũng Tàu sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị gắn với vai trò trách nhiệm người đứng đầu.